Sinh thời, mặc dù bận trăm công ngàn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vai trò sức khỏe con người, sức khỏe nhân dân. Người dành thời gian thăm hỏi, tiếp xúc và xem xét các hoạt động thể dục thể thao trong nước và quốc tế. Tự bản thân người cũng thường xuyên tập luyện thể dục thể thao hàng ngày bằng nhiều phương pháp khác nhau, tự điều chỉnh để phù hợp với tình hình sức khỏe, thời tiết, địa hình, nơi người ở và làm việc, động viên mọi người xung quanh cùng tập luyện. Hồ đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Tôi là được chứng kiến vào cái thời gian đó. Và sau đó được theo Bác Hồ giữ cái phát động thể dục, tập thể dục toàn dân tại Hà Nội. Và hàng ngày tôi được chứng kiến như vậy là Bác Hồ nói và làm. Bác Hồ kêu gọi toàn dân thể dục thì Bác Hồ là gương mẫu. Bác nói là Bác gương mẫu, Bác hứa hàng ngày vận động là đúng như thế. Ngay trong những ngày đầu giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm ký sắc lệnh thành lập ngành thể dục thể thao. Ngành thể dục thể thao mới là cơ quan đặc trách công tác thể dục thể thao vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Điều này chưa từng có trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ trước cách mạng tháng 8. Cùng với đó, người cũng viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục với ý tưởng cao đẹp và có ảnh hưởng sâu sắc tới tình cảm, tinh thần, hành động của nhân dân. Những cái hình ảnh hàng nghìn người tập luyện tại các quảng trường và hàng vạn người tập luyện tại Hồ Gươm buổi sáng tập thể dục, rồi thì là những cái trường phổ thông, rồi thì là những cơ quan xí nghiệp có những giờ tập thể dục giữa giờ, đấy là bắt buộc, thì đấy cũng là một cái việc mà hết sức là động lại trong những cái ý tưởng của những cái người, những kỷ niệm của những cái người mà làm công tác thể thao. Từ các công trường xí nghiệp, từ những nhà máy, trường học, nơi đâu người dân cũng hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Hồ Chủ tịch. Người viết, việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.